Gần đây, người dân Hàn Quốc vui mừng khi bỗng nhiên trẻ hơn khi chính phủ xóa bỏ hệ thống tính tuổi truyền thống. Theo hệ thống cũ, công dân được tính là 1 tuổi ngay khi chào đời và 2 tuổi khi bước sang năm mới dương lịch. Nếu sinh ra vào đêm giao thừa, đứa trẻ nghiễm nhiên được tính là 2 tuổi ngay trong ngày đầu tiên của năm mới. Tuy nhiên, kể từ ngày 28 tháng 6, tất cả khu vực pháp lý và hành chính trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống tính tuổi theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông Lee Kwang-kyu, Bộ trưởng Pháp chế Hàn Quốc cho biết, luật mới sẽ giảm bớt những nhầm lẫn do sử dụng nhiều cách tính tuổi, cũng như giảm đáng kể chi phí xã hội không cần thiết. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu Hankook Research, 70% người dân Hàn muốn điều chỉnh cách tính tuổi quốc tế. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng khi cam kết thay đổi hệ thống tính tuổi này trong chiến dịch tranh cử năm ngoái. Đây là một động thái tiến bộ giúp Hàn Quốc vốn là một cường quốc công nghệ và văn hóa toàn cầu thoát cảnh lạc hậu so với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, quốc gia châu Á này cũng đang đối mặt với một vấn đề nan giải hơn, đó chính là cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tồi tệ nhất từ trước đến nay. Vào cuối những năm 1960, trung bình một người phụ nữ Hàn Quốc có 6 con. Nhưng trong tham vọng theo đuổi phát triển kinh tế, chính phủ đã thực hiện chiến dịch kiểm soát dân số tích cực. Hệ quả là trong khoảng 20 năm qua, phụ nữ sinh ít hơn 2,1 con cần thiết để ổn định dân số, và con số này liên tục giảm qua các năm. Theo dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia, Hàn Quốc ghi nhận mức sinh thấp nhất trên thế giới ở mức 0,81 trong năm 2021. Nước này lại phá kỷ lục của chính mình vào năm 2022 với số trẻ sơ sinh trên một phụ nữ là 0,78. Độ tuổi trung bình của phụ nữ sinh con đầu lòng ở Hàn Quốc đã tăng lên 33 trong năm ngoái, trong khi đó số người quyết định sinh con thứ hai giảm 16,8%. Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, có tổng cộng 21.758 trẻ chào đời ở Hàn Quốc trong tháng 8 năm 2022, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tiếp tục, Liên Hợp Quốc dự đoán rằng dân số 51 triệu người của Hàn Quốc có thể sẽ giảm một nửa trước cuối thế kỷ này. Chính phủ nước này đã nỗ lực trong nhiều năm nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Tỷ lệ sinh giảm mang đến nhiều rủi ro dài hạn cho nền kinh tế, có thể kể đến như giảm quy mô của lực lượng lao động, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và sức sống của nhiều ngành nghề. Chi tiêu phúc lợi cho dân số già cũng sẽ làm cạn kiệt ngân sách quốc gia. Tổng thống Yoon Suk-yeol đổ lỗi cho phong trào nữ quyền nở rộ trong những năm gần đây, khiến tỷ lệ sinh của nước này sụt giảm nhanh chóng. Nhưng liệu đây có thực sự là nguyên nhân hay là còn có những vấn đề nan giải nào trong xã hội Hàn Quốc dẫn đến tình trạng hiện nay? Khảo sát mới của Hiệp hội Nghiên cứu An sinh xã hội Hàn Quốc đưa ra con số đáng báo động là chỉ có 4% phụ nữ độc thân ở độ tuổi 20 và độ đầu tuổi 30 cho rằng việc kết hôn và sinh con là cần thiết. Điều này có thể bắt nguồn từ sự chênh lệch trong việc phân chia nhiệm vụ trong gia đình. Theo báo cáo về hoạt động kinh tế, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động đã tăng từ 52,5% vào năm 2015 lên mức 55,2% trong năm 2019. Tuy nhiên, ước tính trung bình một ngày, phụ nữ dành thời gian làm việc nhà nhiều gấp 5 lần so với đàn ông. Xã hội đang ngày càng thay đổi nhưng trách nhiệm gia đình vẫn đổ lên đầu của người phụ nữ. Năm 2015, số lượng nữ giới vào đại học đã vượt cả nam giới. Tuy nhiên, những phụ nữ có học thức vẫn thường được cho là sẽ ở nhà nội trợ sau khi kết hôn. Đối với nhiều người, bổn phận giỏi việc nước, đảm việc nhà đã trở thành một gánh nặng. Vì thế, phụ nữ Hàn Quốc đã lựa chọn né tránh hôn nhân, thay vào đó ưu tiên cho sự nghiệp và sống độc thân. Ngoài ra, vấn nạn bạo lực cũng khiến cho nhiều người trẻ Hàn Quốc ngày càng rụt rè với chuyện hẹn hò, yêu đương. Một cuộc khảo sát năm 2016 cho thấy 62% phụ nữ đã từng bị người yêu bạo hành, bao gồm cả lạm dụng tình cảm, thể chất và tình dục. Năm 2017, trong một nghiên cứu trên 2.000 nam giới, gần 80% cho biết họ đã từng có hành vi ngược đãi về mặt tâm lý hoặc thể chất đối với người yêu. Sự gia tăng trong số vụ tấn công nữ giới tại Hàn Quốc cũng tạo ra nỗi sợ cho nhiều người. Theo báo cáo của cảnh sát nước này, vụ phạm tội nhắm vào phụ nữ đã đạt mức hơn 28.000 ca trong năm 2021. Con số thống kê cho thấy gần 87% nạn nhân của tội phạm bạo lực ở Hàn Quốc là phụ nữ trong giai đoạn từ năm 2011 cho đến năm 2020. Theo cuộc khảo sát của Gallup Hàn Quốc với 1.000 người tham gia ở độ tuổi trưởng thành cho thấy, 50% người tham gia là nam giới mong muốn gặp gỡ và hẹn hò. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1/4 bộ phận nữ giới có nhu cầu tương tự. Thậm chí 41% phụ nữ khẳng định không hứng thú với hẹn hò và kết hôn.
Tổng thống mới đắc cử Yoon Suk-yeol đã đổ lỗi cho phong trào nữ quyền làm suy thoái trong giá trị hôn nhân và gia đình truyền thống. Trong chiến dịch tranh cử, ông Yoon từng hứa sẽ bãi bỏ bộ bình đẳng giới nếu giành chiến thắng. Quan điểm chống nữ quyền của ông Yoon đã lấy lòng được một bộ phận nam giới, những người coi phong trào này là mối đe dọa đối với xã hội hiện hữu. Đồng thời, nhiều nam thanh niên bất bình trước việc phụ nữ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự và cho rằng họ có lợi thế hơn khi gia nhập thị trường lao động. Tuy vậy, trên thực tế, lao động nữ có mức thu nhập trung bình chỉ bằng 2/3 so với các đồng nghiệp nam. Sự rạn nứt giữa hai giới đã được phản ánh trong kết quả bầu cử. Trong khi hơn 58% nam giới ở độ tuổi 20-29 bỏ phiếu cho ứng viên Yoon, thì 58% phụ nữ ở cùng độ tuổi đã bình chọn đối thủ của ông là ứng viên Lee Jae-myung. Chiến thắng của ông Yoon trở thành giọt nước tràn ly đối với nhiều phụ nữ ở xứ sở Kim Chi, gây ra sự bùng nổ cho phong trào 4-0 vào năm 2019. Phụ nữ Hàn Quốc bắt đầu nói không với hẹn hò, quan hệ tình dục, kết hôn và sinh con với đàn ông, như một bước đi trả thù đối với xã hội gia trưởng nơi họ cảm thấy bị đàn áp. Phong trào này lại làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Hàn Quốc, một quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ giữa hôn nhân và trẻ em hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Chỉ với 2,5% trẻ em sinh ra ngoài hôn nhân vào năm 2020. Với số người kết hôn ngày càng ít đi, không có gì ngạc nhiên khi tỷ lệ sinh của Hàn Quốc sụt giảm trong những năm qua. Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra một số nguyên nhân khác cho việc thế hệ trẻ ngày càng ngại lập gia đình. Theo phóng viên Hao Quân Trung phân tích và đăng tải trên tờ Thời báo New York, lý do đầu tiên là chi phí nhà cửa quá đắt đỏ, khiến nhiều cặp đôi khó tìm được chỗ ở cho hộ gia đình tại các thành phố lớn. Theo ước tính, giá một căn hộ ở thủ đô Seoul này rơi vào mức trung bình 1 tỷ won, hơn 840.000 đô la Mỹ. Đại dịch Covid-19 cũng nâng giá các căn hộ bình dân lên cao ngất ngưỡng. Theo thống kê công bố vào năm 2019, ước tính người trẻ Hàn Quốc phải tiết kiệm 16,5 năm để mua nhà. Điều này đã dẫn đến việc nhiều người đã từ bỏ ước mơ lập gia đình vì không gánh nổi khoản vay thế chấp để mua nhà. Chi phí nuôi dạy trẻ đắt đỏ cũng là lý do giới trẻ gạt ngay ý tưởng sinh em bé. Viện nghiên cứu dân số tại Bắc Kinh, Trung Quốc mới đây đã xếp hạng Hàn Quốc đứng đầu trên danh sách những quốc gia có chi phí nuôi con cao nhất thế giới. Theo dữ liệu thống kê, tổng thu nhập bình quân trên đầu người của Hàn Quốc là 42,2 triệu won, tương đương 32.000 đô la Mỹ, trong khi chi phí nuôi một đứa trẻ từ khi còn trong bụng mẹ cho đến hết đại học dự kiến tốn khoảng 372,6 triệu won. Tương đương với 283,1 ngàn đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa chi phí nuôi dạy một trẻ đến tuổi 18 cao gấp 7,79 lần so với mức thu nhập bình quân trên đầu người. Tiếp đến là thời gian làm việc kéo dài dẫn đến khó cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Hiện tại, theo quy định, người lao động ở Hàn Quốc làm việc tối đa 52 giờ mỗi tuần. Điều này khiến nhiều người trẻ cảm thấy phải lựa chọn giữa phát triển sự nghiệp hoặc lập gia đình. Một người dân Seoul khi được phỏng vấn cũng cho biết nhiều người trẻ nghĩ rằng rất khó để vừa nuôi dạy con cái trong lúc vẫn đi làm kiếm tiền. Áp lực giải quyết tình trạng suy giảm tỷ lệ sinh ngày càng đè nặng lên chính phủ Hàn Quốc. Điều này được xem là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng do những thách thức bởi dân số già gây ra, sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế, lực lượng lao động và năng lực phòng thủ của đất nước. Trong 16 năm qua, Hàn Quốc đã chi khoảng 280.000 tỷ won, tương đương 210 tỷ đô la Mỹ để đối phó với tỷ lệ sinh giảm mạnh. Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 28 tháng 3, Tổng thống Yoon tuyên bố chiến lược này đã thất bại. Kể từ đó, chính phủ nước này đã thông báo hàng loạt các chính sách mới, bao gồm mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ, cải thiện điều kiện làm việc, cắt giảm chi phí nhà cửa, hỗ trợ tài chính cho các cặp vợ chồng, cũng như giảm viện phí cho trẻ em dưới 2 tuổi. Chính quyền đã tăng trợ cấp hàng tháng cho cha mẹ có con nhỏ dưới 1 tuổi lên 700.000 won, 535 đô la Mỹ và dự kiến tiếp tục tăng lên 1 triệu won, 767 đô la Mỹ vào năm tới. Tổng thống Yoon gần đây đã yêu cầu giới chức đưa ra các biện pháp táo bạo và chắc chắn để giải quyết với vấn đề dân số. Một trong những đề xuất mới bao gồm việc miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho đàn ông có 3 con trong độ tuổi 30. Đạo luật đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận, chủ yếu là từ phía phụ nữ. Ông Choi Suki, một chuyên gia về chính sách dân số tại Viện Phát triển Hàn Quốc cho biết, việc thúc đẩy các cặp đôi lập gia đình sẽ khiến họ hoài nghi hơn về hôn nhân. Ông giải thích, đối với đa số thanh niên Hàn Quốc hiện tại, việc kết hôn và sinh con là do họ quyết định, không phải là một chuẩn mực xã hội bắt buộc phải tuân theo. Vì thế, thay vì trực tiếp thúc giục, chính phủ nên đưa ra những chính sách hỗ trợ tốt hơn cho các cặp đôi. Ông kêu gọi chính phủ giải quyết một số vấn đề.
như tỷ lệ việc làm thấp, giá nhà ở đắt đỏ và bất bình đẳng giới trong xã hội. Vậy còn cách nào để quốc gia châu Á này có thể vực dậy tỷ lệ sinh đang ngày càng thoi thấp hay không? Báo cáo tầm ảnh hưởng lâu dài của đại dịch, triển vọng tài chính và khả năng sinh sản của Hàn Quốc của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson PIIE cho biết, nhìn chung việc phục hồi tỷ lệ sinh của Hàn Quốc sẽ còn gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các chuyên gia đã đề ra một số biện pháp giúp chính phủ xoay chuyển tình hình hiện tại. Đầu tiên là cần cải tổ lại hệ thống giáo dục, thông qua tăng cường đầu tư cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em, đồng thời hỗ trợ học phí tại các trường đại học. Ngoài ra, giới chức nên tìm cách chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử đối với trẻ em sinh ra ngoài giá thú. Hàn Quốc cũng có thể xem xét nới lỏng các chính sách nhập cư, cho phép người di cư đến nước này để sinh sống và làm việc, giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt nhân lực. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng dân số Hàn Quốc đang già đi nhanh chóng và nguyên nhân chính là do tỷ lệ sinh giảm mạnh. Tuy nhiên, xu hướng này không phải do phong trào nữ quyền phát triển như Tổng thống Yoon Suk-yeol đã lập luận, mà chính từ tư tưởng gia trưởng đã ăn sâu trong tâm trí người dân, cùng với nhiều yếu tố khác như áp lực tài chính và thời gian công việc kéo dài. Để giải quyết vấn nạn này, chính phủ cần nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía và đưa ra những biện pháp phù hợp. Chương trình Góc nhìn quốc tế của chúng tôi hôm nay đến đây xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.